Nono bị cua clip lên giọng khế công trách cư dân mạng về vụ làm từ thiện giữa tin Hoàng Lương. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng vì một drama của một TikToker có thái độ miệt thị với người nghèo. Theo đó, TikToker có tên Nono nhận nhiều chỉ trích vì làm clip đi từ thiện nhưng lại có cách nói chuyện cợt nhã, thiếu lịch sự khiến người xem bức xúc. Với sự phản ứng kịch liệt từ cư dân mạng, tài khoản TikTok của Nono đã bị cấm vĩnh viễn. Không những vậy, anh còn phải nộp phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video có nội dung xúc phạm người khác. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một clip Nono lên giọng kể công và trách ngược cư dân mạng đã bị rò rỉ. Theo nội dung trong clip, nam TikToker cho rằng mình đã không xin cư dân mạng 1.000 nào để làm từ thiện thì không ai có quyền trách móc anh. Nono còn cho biết thêm, tao còn thức đến 3-4 giờ sáng để đi mua đồ cho bà già đó ăn, bị nước làm phỏng cả tay. Tao không muốn kể đâu, nhưng tụi bay bắt tao phải kể. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội. Ai nấy đều không khỏi bức xúc trước thái độ không mấy hay ho của anh chàng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ thì nhiều người nhận thấy đây thực ra là clip được Nono quay ngay sau khi ồn ào nổ ra. Thời điểm đó, anh chàng chưa bị cơ quan chức năng làm việc và cũng chưa hối lỗi như hiện tại. Được biết, sau sai lầm của mình, Nono đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nộp phạt. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho hành động thiếu suy nghĩ này khá đắt. Tài khoản hơn 600.000 lượt theo dõi của nam thanh niên đã bị TikTok khóa. Khi vụ việc xảy ra, có lẽ Nono đã mất đi khá nhiều hợp đồng quảng cáo trong thời gian nhạy cảm này. Cục Thông tin và Truyền thông cũng đã có buổi họp thảo về quảng cáo trên mạng để đưa ra các giải pháp phù hợp. Hiện nay, nhiều nhãn hàng vẫn bóc quảng cáo trên các trang vi phạm, giúp những trang này vẫn có nguồn thu nhập, gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Đây là điều bất công đối với những trang content sạch. Để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ dự định sẽ xây dựng một danh sách đen các website, tài khoản mạng xã hội, các kênh sáng tạo nội dung vi phạm luật an ninh mạng, nội dung nhảm nhí, xấu xa, gây tiêu cực đến cộng đồng để các nhãn hàng né. Nono được Cục trưởng Pháp thanh truyền hình và thông tin điện tử lấy làm ví dụ cho blacklist này. Điểm mới là danh sách này sẽ được công bố các trang cá nhân vi phạm. Ví dụ kênh Nono, đơn vị nào còn quảng cáo trên đó là vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt theo quy định. Tưởng rằng sau làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng cũng như những hình phạt thích đáng, TikToker Nono sẽ ở ẩn một thời gian. Tuy nhiên, anh chàng lập một tài khoản TikTok mới, đăng tải những tâm sự, giải bày để giải thích và minh oan cho bản thân về những lùm xùm vừa qua. Đáng chú ý, Nono tiếp tục đi làm từ thiện, cho lên sóng một series mới có tên Một ngày tử tế của No, tình người. Trong đoạn clip mới nhất, anh chàng cũng tìm đến một cụ bà lớn tuổi để mua tặng đồ ăn. So với đoạn clip gây tranh cãi trước, Nono đã có nhiều sự thay đổi về cách nói chuyện, thái độ khi đi làm từ thiện. Không còn mở đầu với câu nói cợt nhã gây ức chế, nam TikToker còn nói với bà cụ, dạ bà ơi, buổi tối nay đã bà ăn gì chưa bà? Sau đó anh đi mua một món ăn cho bà cụ và gửi biếu thêm 100 ngàn. Cuối đoạn clip, Nono nói thêm, hiện tại thì bây giờ con cũng như bà, con không có tiền, con vừa mất hết tất cả, nhưng con vẫn gửi tặng bà 100 nghìn. Tạm biệt bà, mong bà nhiều sức khỏe. Cho đi là còn mãi, chia sẻ là niềm vui. Nhiều người xem tỏ ra bất ngờ với cách ứng xử lễ phép từ tốn của nam TikToker, thậm chí cư dân mạng còn cho rằng nếu ngay từ ban đầu đã có cách hành xử đúng mực như này sẽ dễ dàng chiếm thiện cảm hơn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người phản ứng gay gắt với nam TikToker này. Họ cho rằng anh chàng đang cố tạo ra những đoạn clip tích cực với mục đích tẩy trắng. Sau drama vừa qua, thậm chí không ít cư dân mạng còn bày tỏ Nono vẫn chưa thực sự nhận lỗi sai, chỉ đang diễn để xoa dịu tình hình, tìm cơ hội quay lại với công việc review quảng cáo như trước trên TikTok.